Tại tỉnh Đắk Lắk, trước và trong dịp Tết Quý Mão 2023, lực lượng công an đã tích cực tuyên truyền phòng ngừa, kiểm tra, phát hiện xử lý nhiều vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chế tạo pháo nổ trái phép. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, từ đầu đợt ra quân cao điểm bảo đảm an ninh trật tự Tết Quý Mão đến nay, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp để phòng chống pháo nổ trái phép, như tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa pháo nổ trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng xã hội Zalo, Facebook, tuần tra kiểm tra phát hiện bắt gần 30 vụ mua bán, vận chuyển, chế tạo, tàng trữ pháo nổ và một số trường hợp đốt pháo nổ trái phép, xử lý hơn 30 đối tượng. Qua đó đã thu giữ gần 300 kg pháo nổ các loại trong đó các đơn vị như công an huyện Chư Mở Ga, công an thành phố Buôn Ma Thuột, công an huyện Mơ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và phòng an ninh điều tra đã tích cực nắm tình hình, theo dõi phát hiện, bắt khởi tố một số nhóm đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ nhiều tăng vật chứng. Nhờ đó mà trong dịp Tết Quý Mão 2023 vừa qua, tình trạng đốt pháo nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc đã giảm đi rất nhiều.